Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nào. Bên đi, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Rồi, vào tới game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 món đồ. Sau đó sẽ ghép vào dưới tầng 1. Và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Let's go.
đồ thứ ba. Rồi, tầng 1 đã hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Rồi, và còn một món đồ thôi thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Đó là tầng 1, tầng dưới cùng. Ở đó có một căn phòng, sau đó thì mình sẽ lắp 8 món đồ đó vào. Let's go. Ok, 8 món đồ. Sau đó lắp 8 món đồ này vào đây. Và nguồn điện hoạt động. Khi đó thì cánh cửa tầng 3 các bạn sẽ mở ra. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Vào đây. Continue. Let's go. Và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 20 túi tiền ở trong ngôi nhà này. Và khi gặp con ma đó thì các bạn chỉ cần vào trong một căn phòng nào đó thôi. Thì nó sẽ không phi vào được bên trong căn phòng. Nó sẽ đi ngoài hành lang. Ok, thu thập được con mắt. Thank you.
vào đây nào. Lại xuống với tao không? Thì các bạn mới sang phòng khách. Nó vẫn bay lên quanh gần đây. Ok, hết rồi. Một túi đấy thôi là các bạn sẽ không cần được. Oh my god. Đó đang xuống đây. Ok, xuống thôi. Khi đủ 20 cái tiền thì các bạn sẽ chạy về cánh cửa đây và ấn vào. Lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được cái game này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 2. One day. I see you. Okay. Thank you.
Ông ta chuẩn bị xuất hiện ở đây. Thu thập đến khi đủ mới thôi. Rồi lúc đó các bạn sẽ thoát ra khỏi ngôi nhà của ông bà Granny này. Oh my god, mắt bà ta đỏ chói luôn, nhìn rất là sợ. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5, House of Slenderilla. Let's go. Và tự game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mẩu giấy, sau đó thì sẽ mở cái hộp đấy ra. Và trong cái hộp đó thì sẽ có một chiếc chìa khóa để các bạn xuống dưới tầng hầm. Và khi xuống dưới tầng hầm thì sẽ tìm kiếm tiếp những món đồ để vận dụng để thoát khỏi ngôi nhà ma này. Đây là một ngôi nhà ma ám khá là kinh dị. Một ngôi nhà khá là tối tăm. Xuất hiện mẩu giấy đầu tiên. Thứ 5.
rất là rộng. Không có gì ở đây, có một chiếc chìa khóa. Sau đó các bạn sẽ lên trên tầng 2 tiếp tục. Sẽ lấy chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm. Ok, nó có chiếc chìa khóa và các bạn sẽ tìm đường tầng hầm. Sau đó thì sẽ vào trong tầng hầm đó. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderina, 2D. Let's go. Let's go. Lại chui qua đây. Sang cánh cửa thứ hai đây. Sau đó các bạn sẽ lắp đường dây điện nó vào.
Lúc đó thì cái chiếc cầu thang máy này các bạn sẽ đi được và đi xuống sâu xuống dưới bên dưới. Cầu thang máy hỏng luôn và các bạn phải nạp một sợi dây đó lên, tiếp tục tiến sâu bên trong. Và các bạn sẽ lắp đoạn dây đó vào, bật công tắc lên. Sau đó các bạn lại xuống sân và làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Ready and in the machine. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Hai Gobi, lắp Hai Gobi vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Rồi, sau đó đi tìm 6 món đồ. Who put this here? Không biết gì kia. Món đồ đầu tiên. Joey, what were you doing? Bật chiếc cửa lên. Món đồ thứ hai, một thú bông BD. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. What does this all? Okay. Okay, that's all of them. Thank you.
viên sập có dao đây. Wow, let's go. Oh my god. Wow. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới viên tiếp theo. Slenderilla The Cell. Ở thời điểm này các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách, sau đó thì sẽ quay về vị trí ban đầu và thoát khỏi mê cung ma này. Một mê cung khá là khổ khổ. Cái trần nhà thì ngay gần trên đầu. Sợ luôn. Quyển sách đầu tiên. Các bạn sẽ phải đi tất cả những lối đường đi như thế này để tìm tất cả 8 quyển sách. Oh my god. Khi bị con ma này đâm vào thì các bạn chỉ ngơ mất một lúc thôi, trong vòng 4-5 giây. Rồi, lại đi lại bình thường. Wow, the set too high. Quyển sách thứ 3. Đây không có gì. Xuất hiện ở đây. Wow. Cái xe kế tư. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm tất cả là 8 quyển sách và các bạn sẽ hoàn thành cái game. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Slender Rising. Từ hôm nay thì các bạn sẽ đi xung quanh để tìm những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Mình đã thấy được bức hình đầu tiên. Thu thập thôi. Ở đây các bạn sẽ đi thu thập tất cả 8 người. Và càng thu thập nhiều thì ông Slenderman, ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Và bước đi của ông ta khá là nhanh nhẹn luôn. Khi gặp ông ta, các bạn quay lưng thật nhanh.
Nếu không thì ông ta sẽ đến gần và bắt các bạn. Thứ 3 đang gần đây. Ok, đó, cứ như thế các bạn đi xung quanh và tìm tất cả 8 hình. Ok, let's go. Day 1, level 17. Ok. Món đồ đầu tiên. Món đồ thứ 2. Thứ 3. Đây là cái thùng để trốn. Sẽ có thùng này trốn tiếp. Rất nhiều thùng để trốn luôn. Oh my gosh. Wow, không biết có một con gì đang leo ơi. Nó đang tìm mình. Oh my gosh, bị bắt rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Randy Chapter 1. Mình vẫn đang giữ khoảng cách xa xa, vậy mà vẫn bị bắt. Tài thật.
Let's go. Bà ra chuẩn bị lên đây. Đây rồi. Cái này hình như được 30 giây chẳng hạn. Mình đã không đoán như thế. Vì bà ta rất nhanh tỉnh. Còn phải thiếu một cái gì đó nữa thì các bạn mới đặt để con chim nó bay ra đấy được. Oh my god, wow, và tao ngay sau lưng mình, tao thật, wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. From một từ cái mà. Let's go. Oh my god, wow.